Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 14. Nhân Đức gặp một cái cô Phật tử này. Cô kể cho Nhân Đức nghe từ khi cô nghe mình giảng và cô niệm Phật lễ Phật tại gia. Và gia đình có thờ ngôi Tam Bảo, thỉnh tượng Phật ở chùa mình đem về luôn. Cô nói rằng đặc biệt lắm thầy. Thời gian của con biết được Phật Pháp tính ra cũng 10 năm. Nhưng con nghe thầy giảng được khoảng 3 năm này. Còn 7 năm kia là con đi rất nhiều chỗ. Con đi rất nhiều chỗ. Và con giữ rất nhiều pháp hội. Con giữ rất nhiều chương trình. Rồi con qua bên tới Tịnh Tông học hỏi, con đi nhiều nơi dữ lắm. Con đến đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không luôn. Thầy biết rằng là cái gì cứ hay là con áp dụng thời gian. Cái con thấy cái gì hay con áp dụng thời gian. Cái tiếp tục con nghe gì hay con áp dụng thời gian. Con cứ làm gì mà thầy biết rằng 7 năm chờ. Biết rồi gia đình của con. Giống như họ nhìn con một cặp mắt gì con học Phật. Mà con nghe con không hiểu, cuối cùng con buông xả, con làm nhiều chuyện. Mà gia đình người thân con họ nhìn con một bằng một cặp mắt gì á. Mà giết họ phỉ báng con rồi họ ghét luôn Phật Pháp. Chửi con rồi họ không thích Phật Pháp luôn. Họ thấy Phật Pháp không có gì đặc biệt. Nhưng mà trong vòng thời gian 3 năm chờ, thầy giải thích ra những điều mà con hiểu. Thì ra là không phải con nghe lúc trước mà là con nghe sai. Mà là do con không hiểu, con không biết làm như thế nào chuẩn xác mục tiêu. Nên cuối cùng là con cứ đi dòng do tam quắc, đi đầu này đầu kia đầu nọ. Còn khi mà con nghe thầy thì con lại dừng chân. Và con chuyên nhất niệm Phật và tâm đắc nhất. Con nghe thầy là thầy nói rằng muốn độ được người thân thì trước nhất phải độ mình. Mình không an lạc thì làm sao chia an lạc cho người ta. Mình không cởi mở tâm tư thì làm sao cởi mở tâm tư cho người khác. Mình học Phật mà mình đi đeo đẳng theo cái người không học Phật, làm sao mình độ người ta. Mình học Phật thì mình phải là đem cái tâm mình cắm vào Phật thì mình mới độ người ta chứ. Đó. Con nghe thầy giảng những điều này, con áp dụng thầy. Và ngày nào con cũng nghe thầy chia sẻ về pháp môn Tịnh Độ, một câu ai Phật niệm đến cùng, quý kiến một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc. Rồi nghe thêm những bài pháp khác. Trong vòng 3 năm nay thầy biết rằng gia đạo con hoàn toàn thay đổi. Và gia đình của con và bản thân của con luôn thay đổi hoàn toàn. Và chính con bây giờ từ khi nghe thầy giảng thì lên được tính ra cả chục ký nữa. Thời gian trước con đi vòng do tâm quắc thầy. Thầy biết rằng con chỉ có 42 ký thôi. Mà bây giờ con lên được 52 ký. An lạc vui vẻ con học Phật. Bây giờ con thấy học Phật không có khó. Những gì thầy chỉ dạy con thấy học Phật không có khó. Và thầy thường khuyên nên vui. Và thầy nêu những cái câu chuyện mà những người tuổi thọ sống như bà cụ Hứa Chiết. Người ta hỏi bà cụ Hứa Chiết cách dưỡng sinh nào mà bà được sống thọ mà sống vui như vậy. Bà nói bà thường ha ha. Thì thầy kể những câu chuyện này thôi mà con, bản thân con học được. Là con từ hôm nay con phải sống vui sống tốt. Trong 3 năm con nghe thầy chia sẻ Phật Pháp, con lợi ích được rất nhiều. Và con có một thời khóa tu gia đình ngôi Tam Bảo. Lúc nào đi đến chùa thì đến chùa. Còn lúc nào ở nhà thì có thời khóa tu. Và niệm Phật lễ Phật. Và con rất là an lạc. Con rất là vui.
Mình nghe người ta chia sẻ gì trong lòng mình rất là vui quý vị. Thật sự rất vui. Vui gì? Những điều mình nói đơn giản người ta áp dụng mà được lợi ích rất là lớn. Được lợi ích rất là lớn. Thay đổi gia đình người ta. Cô nói rằng là bây giờ cả gia đình người ta nghe những đức giảng. Và người ta quay đầu, người ta cảm giác Phật Pháp hay. Còn lúc trước con học Phật 7 năm chờ mà con nghe con không hiểu, con áp dụng, người ta phỉ báng con. Phỉ báng con. Còn có một cái anh chàng này đến gặp những đức nói rằng nếu con không nghe thầy giảng thì con có một con đường con bị bỏ đạo. Thì thầy biết gì sao? Con nghe một người này giảng nói rằng bây giờ muốn niệm Phật giảng sanh là phải cách ly cái chuyện giữa vợ chồng sống với nhau. Không có gần gũi vợ chồng chăn gói nữa. Thầy biết rằng là con tâm quyết cũng muốn niệm Phật giảng sanh. Con không gần gũi với vợ con gì hết. Giết rồi thầy biết phàm phu mà. Vợ con nó buồn, héo hon hết. Gia đình nó ảm đạm vô cùng. Mà con vẫn giữ cái tâm quyết để con muốn giảng sanh. Giết rồi thầy biết rằng vợ con nó về nó nói với bên gia đình con. Ảnh bây giờ ảnh học Phật giết ảnh như vậy, như vậy, như vậy. Rồi ảnh về giết ảnh làm nhiều cái rất là lạ trong gia đình. Vợ chồng sống không hạnh phúc. Rồi cha mẹ con la con, cha mẹ con nói con cũng không nghe luôn. Con vẫn giữ cái quan niệm là cách ly giữa vợ chồng. Con vẫn giữ cái quan niệm đó thầy. Rồi con sống kham khổ để buông xả gì đó. Rồi đồ mới, đồ con không bao giờ bằng. Bằng đồ cũ rách đồ. Thầy biết rằng là nhiều người chòm sớm người ta chỉ tay 5 ngón con, ta chỉ. Thường ta chỉ một ngón này, ta chỉ luôn 5 ngón. Còn quá tệ luôn á. Vậy mà cái nhân duyên con đến lúc con cảm thấy mệt mỏi lắm mà thầy. Mà con không biết con đường nào mà thật sự. Con rất thích học Phật, con muốn học Phật. Vậy mà cuối cùng con bấm ngay cái buổi giảng của thầy. Con thấy ô, sao cái ông thầy này ông giảng về cái đề tịnh độ mà người ta nghe đông dữ người ta. Vô coi thử. Con nghe cái bài pháp đầu tiên thầy giảng. Con nói thiệt, con mới phát được nụ cười thầy. Con tiếp tục con nghe thầy giảng con càng cười. Và con càng nghe thầy giảng thì con thông tâm. Thì ra rõ ràng mỗi một vai trò học Phật khác nhau. Thí dụ như mình đi vô chùa thì mình duy trì cái lối sống của trong chùa. Mình nghiêm túc đàng hoàng. Còn mình ở ngoài đời có gia đình thì cái chuyện đó của gia đình. Mình học Phật, mình áp dụng Phật Pháp trong cái cuộc sống gia đình. Vợ chồng sống hạnh phúc. Dạy con đàng hoàng. Gia đình có tâm bảo. Niệm Phật lễ Phật. Gây dựng tín nguyện cả đời niệm Phật. Sống vui vẻ an lạc. Còn ở trong đạo thì sống theo cái phẩm hạnh trong đạo. Tu tập. Mà trong đạo cũng phải sống gương mặt tươi vui, miệng nở nụ cười thì mới tu tập được. Có người không vui làm sao tu được hả quý vị? Có người mà buồn sao tu đấy? Nhưng Đức từng nói rằng vui thì bao nhiêu niềm vui tập trung về, mà buồn thì bao nhiêu nỗi buồn tập trung về, hận thì bao nhiêu cái hận thù tập trung về, đố kỵ thì bao nhiêu cái đố kỵ tập trung về, cái nguồn gốc của sân hận thì bao nhiêu cái sân hận tập trung về. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nên từ nơi đó nếu như chúng ta tạo cái gốc niệm Phật thì cảnh giới Phật tập trung về. Chúng ta gầy cái gốc Bồ Tát thì cảnh giới Bồ Tát tập trung về. Nên cái người học Phật á, nhìn thấu buông xuống buông xả phải hiểu nguyên lý. Vì Phật Pháp dạy có thượng trung hạ. Nếu như mình đặt mình là bậc hạ mà đi làm như bậc thượng không được, làm như bậc trung cũng không được. Nên chúng ta là bậc hạ, áp dụng Phật Pháp theo cách của bậc hạ. Nên những điều những Đức chia sẻ cực kỳ đơn giản bình dị, 100% với quý vị. Người học Phật pháp môn tịnh độ này căn tính nào cũng học được, không có bị trở ngại một chút nào cả. Nên mình đem Phật Pháp mình chia sẻ, đừng bao giờ cái gì mình cũng nói tội. Hãy cho người ta cơ hội đứng lên đi rồi dạy người ta từ từ. Như một cái cây nó cong quẹo, quý vị không thể nào bẻ một phát mà nó ngay được đâu. Mà quý vị phải dùng mọi cách để cho cái vị trí cong của nó cứng quá, cho nó mềm lại rồi mới bẻ nó ra từ từ. Chứ không thể nào một cái cây cong gì mà bị bẻ một phát mà nó ngay được đâu. Nhớ nghe quý vị. Dạy một con người cũng vậy. Dùng đa dạng phương tiện.
Như những Đức đem cái cách chia sẻ Phật pháp như Đức là vui, mỗi bài giảng của những Đức là vui đa phần. Chỉ có một câu em Phật niệm đến cùng, quý chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Những Đức ngồi giảng một mình thì lâu lâu có nói chuyện một hai câu vui thôi, chứ ngoài ra hoàn toàn giảng nghiêm. Còn những bài giảng cho công chúng là đa phần những Đức giảng rất là vui. Nên từ nơi những bài giảng vui đó mà nó thu hút rất nhiều người nghe, và người ta rất đông người về nghe những Đức chia sẻ Phật pháp, mà người ta được lợi ích cực kỳ lớn luôn. Những Đức nói cho vị nghe, quý vị niệm Phật mà bị không vui thì không phù hợp với người niệm Phật mà lời Phật dạy đâu, chắc chắn vị luôn. Vì Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là một vị Phật hoan hỷ, một vị Phật vui vẻ, và một vị Phật tâm lượng rộng lớn, được mười phương chư Phật tán thán. Mà mình là người niệm Phật mà vị không vui thì không đúng rồi, không đúng rồi. Quý vị ơi, chúng ta là phàm phu thì chúng ta còn buồn đó, còn giận đó, còn trách đó. Nhưng buồn giận trách một chút buông ra đi, buông càng sớm thì càng tốt. Nhớ kỹ, mình còn buồn còn giận còn trách đó, còn đố kỵ đó, nhưng mà mình niệm Phật mình nên hồi tưởng suy nghĩ, mình nên buồn giận hận trách hay không. Mình là người ở thế giới cực lạc, mình còn buồn giận hận trách đố kỵ hơn thua hay không? Còn, nhưng mình phải buông xuống càng sớm càng tốt. Chắc chắn là cái khởi tâm đó còn. Nhưng chư tổ sư nói rằng không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nó khởi những cái tâm buồn giận hận trách hơn thua đấu đá tranh giành. Nhưng mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình là người niệm Phật muốn sanh cực lạc mà, buông xuống. Nên lây quay rồi tới lễ viếng Quan Âm Bồ Tát rồi, mỗi Phật tử nhiệt liệt hết mình để mà phát tâm dũng mạnh đến lại Bồ Tát Quán Thế Âm, đến dự chương trình lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm chùa chúng ta. Nhớ. Và người trong chùa đều bây giờ nhiệt liệt háo hức lên để phục vụ chúng sanh về lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng Đức đã từng kể đoạn này cũng nhiều lần. Hồi đó nhà Đức mới đi vô trong chùa, tôi nhớ là những Đức cứ mong ngày lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, những ngày lễ đến chi người ta về càng đông, những Đức càng có cơ hội phục vụ chúng sanh. Chắc là cái tâm này của những Đức, mà duyên phước của những Đức cũng rất dày. Cái tâm niệm niệm nghĩ về người, quý vị không có sợ người ta về đông mình cực, mà nghĩ người ta về đông người ta tu tập được, người ta được lợi ích, mình phục vụ chúng sanh để tu duyên tu phước, mình rất là mừng. Những Đức mong người ở trong chùa mình có cái tâm này, cái thân chúng ta nó vô thường lắm, nó giả tạm lắm. Mình mà không nắm bắt cái cơ hội này để mình làm việc lợi ích trong cuộc đời thì uổng lắm, rất uổng luôn, nói thiệt, rất là uổng. Nên Phật tử khắp nơi nơi mà nghe nói chùa mình chuẩn bị hòa thượng ngài xây đạo tràng 4, quý vị nên vui lắm, vui mừng vô cùng, cái tâm tỳ hỷ hoan hỷ vô cùng. Hôm qua hôm kia mừng thọ hòa thượng, hòa thượng nói rằng đời hòa thượng xây thêm một đạo tràng 4, đây là việc hòa thượng rất mãn nguyện, và trong năm nay nhất định hòa thượng xây đạo tràng 4. Và những Đức nghĩ rằng qua lễ viếng Quan Âm Bồ Tát thì hòa thượng mình ngài sẽ khai móng rồi sao. Nên lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm khắp nơi nơi chúng ta về chùa có cơ hội tu duyên tu phước để chúng ta cùng chung tay để xây đạo tràng 4 Đại Tùng Lâm. Hòa thượng nói rằng ngôi chùa đợt này xây cũng như đạo tràng 3 sẽ ở được khoảng 1.000 người ở trong chùa. Trong lòng những Đức rất là vui. Những Đức sẽ nhiệt liệt hết mình chia sẻ Phật pháp, cũng rủ quý vị khắp nơi nơi quý vị cùng chung tay với những Đức. Vì những Đức sẽ lo kiếm tiền để mà cùng chung tay với Hòa Thượng để xây đạo tràng 4, để cùng chung tay với Hòa Thượng xây đạo tràng 4. Nhớ nghe quý vị, có nghĩa là trong lòng mình rất là vui mừng khi chúng ta được đến với cuộc đời này, và mình
được làm những việc ý nghĩa trong cái cuộc đời này, tạo cái mà mình cầm theo được. Quý vị coi, tất cả những điểm chùa thượng đang xây, mỗi điểm chùa thượng đang xây đều là đạo tràng niệm Phật. Nhưng Đức nói rằng đây là những đạo tràng hòa thượng xây cực kỳ ý nghĩa. Nhưng Đức nói như cái bữa mừng thọ hòa thượng cũng nói, hòa thượng nói rằng nếu xây một ngôi chùa thiệt là to mà không ai tu thì thật sự không có lợi ích nhiều. Những điểm chùa hòa thượng xây lên thì nhân duyên của những đức rủ có người đến tu tập và nuôi người già, mỗi ngày tu 4 thờ tu. Quý vị coi, vì đầu tư vào một cái cơ ngơi lợi ích cho chúng sanh như vậy, những đức nói đây gọi là quý vị đầu tư vào cái ngân hàng của Đức Phật A Di Đà. Vì chính bản thân những đức nuôi người già đã nhìn được cuộc đời vô thường, bản thân mình bây giờ những đức nói rằng là mình có điều kiện, có tiền bạc vật chất gì, những đức đều đổ hết vào cái việc để làm lợi ích cho chúng sanh. Khi chương trình lễ Giới Quan Âm xong, những đức coi cái điều kiện của mình như thế nào, những đức sẽ tổ chức một chương trình khiếm thị. Có nghĩa là quý vị à, chúng ta trong cuộc đời này nỗ lực cực lực hết mình để làm lợi ích cho chúng sanh. Năm nay những đức sẽ làm những chương trình, ví dụ như ngày nào những đức sẽ thông báo, thí dụ như tặng gạo cho người nghèo ở chòm xóm, người ta về chùa mình dạy cho người ta niệm Phật này kia, tặng máy nghe pháp đâu, tặng quà, tặng gạo cho người ta. Những đức mong rằng mình ở nơi nào, nơi đó người ta cảm giác chùa chiền Phật pháp làm lợi ích cho chúng sanh. Ở đâu không biết, chuyện của người ta. Còn riêng chùa chiền mình, những đức nói rằng người vào đây đều được rèn luyện cái tâm giải thoát. Nên cái người ở đây mà không có tâm giải thoát là người ta sẽ không bao giờ ở được trong chùa mình. Phải có tâm giải thoát, phải có tâm nhiệt liệt hết mình để cùng tu tập thì mà ở đây được. Nên lễ Viếng Quan Âm Bồ Tát, những đức cứ nhắc nhở suốt. Quý vị thấy có ai mà một chương trình mà cứ nhắc suốt không? Mà những đức mỗi lần tổ chức một chương trình gì, những đức nhắc suốt. Thôi kệ, mình nhắc người ta, mình động viên người ta. Quý vị ơi, căn tính con người mình nhắc một lần chưa đủ đâu. Giống như pháp môn Tịnh Độ, về niệm Phật đi, ngày nào cũng nói chi nói hoài, niệm Phật đi. Nhưng mà khó lắm, ngày nào cũng phải nhắc nhở. Chúng ta cực lực nhiệt tình đi đến với cuộc đời này, chính bản thân mình được lợi ích từ Phật pháp thì thôi, bản thân mình cũng cực lực nhiệt tình hết mình để đem Phật pháp giới thiệu. Những đức nói rằng những đức làm việc cho Phật Bồ Tát, những đức cực lực hết mình làm việc cho Phật Bồ Tát. Dù mình là kẻ phàm phu, mình có khi cũng còn sai đó, nhưng mà con làm việc cho Phật Bồ Tát, con làm hết lòng, hết lòng hết dạ, cực lực tận đáy lòng. Bây giờ mỗi buổi nấu ăn những đức đều là một bài pháp, những đức nhiệt tình hết mình đem những công đoạn làm việc nấu ăn, niệm Phật để hướng dẫn quý vị niệm Phật trong công việc. Quý vị ơi, chúng ta bây giờ trong công việc nhiều lắm, cả ở trong chùa, như chùa mình cũng bận dữ lắm, làm việc nhiều lắm. Chứ không phải như chùa người ta một hai người mà người ta cũng bận nữa, đi cúng chỗ này chỗ kia. Còn riêng chùa mình lo việc trong Tam Bảo cũng là đủ đuối, tại vì quá nhiều công việc, lay quay tới thứ bảy chủ nhật, rồi lay quay cái là tới lễ xuyên suốt. Như vừa tổ chức cái chương trình mừng thọ cho hòa thượng xong cũng đông lắm, rất là đông. Chương trình mừng thọ hòa thượng sắp sửa đưa lên cho quý vị coi, thấy không? Rồi bữa nay là cái thứ năm nữa rồi, rồi thứ sáu, thứ bảy nữa rồi, chủ nhật tiếp tục cộng tu nữa, rồi chủ nhật xong rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi là bắt đầu tiếp tục lễ Viếng Quan Âm Bồ Tát nữa rồi quý vị. Liên tục. Mà Phật Bồ Tát cũng gia hộ, cũng có sức khỏe để làm được. Nên như Đức nói rằng mình còn trẻ, mình nỗ lực lên, cực lực lên, hết lòng hết dạ lên để phục vụ Tam Bảo. Đây là cái ý nghĩa trong cuộc đời mình lớn dữ lắm, cực kỳ ý nghĩa luôn. Nhưng việc ý nghĩa này mình không làm, mình đi kiếm làm gì nữa bây giờ? Những đức nói đây là quá ý nghĩa rồi, mình không làm mình chờ cơ hội nào quý vị? Bây giờ quý vị coi chùa chiền thì quá nhiều chùa chiền luôn, mà nói là cái ngày chủ nhật cộng tu thôi, quý vị thấy là chùa mình bây giờ là, những đức thấy rằng là
Số lượng người đi đến tu tập lợi ích lớn vô cùng, rất là đông. Nên mình có cơ hội gặp được một ngôi chùa gì, gặp ông thầy, ông cực lực nhiệt tình, ông giảng pháp, ông tu chung, mỗi mặt ông gần gũi với mình luôn. Một ngày 4 thờ, 2 ngày 8 buổi, nhưng Đức có buổi nào bỏ, buổi nào như Đức cũng lên tu tập cùng chúng quý vị. Bây giờ như Đức xuống nhà bếp nấu ăn, lại vì thấy xác thực lúc thứ bảy chủ nhật, nhưng Đức rủ quý vị đi về đây để ăn bữa cơm gia đình, tại vì thấy nhà Đức xuống nấu rõ ràng luôn. Có nhiều tuần thứ bảy mà nấu xong đi tắm không kịp ra, mà nhiều Phật tử là gần chụp hình nói sao nghe mùi khét quá thầy, nghe mùi khói quá. Nhà Đức nói mới nấu ăn xong tao hoan hỷ. Nói đây không phải là kể công quý vị, mà để chúng ta nói rằng mình có nhân duyên gặp được ông thầy, ông chịu tu, chịu phục vụ chúng sanh, quanh năm không đi đâu cả, chỉ ở chùa hoàn toàn, không đi đâu hết. Có nhiều người nói rằng ông có việc gì đi ra ngoài mà đi. Những Đức nói có những người, người ta không có việc người ta cũng thích đi. Vì sao? Đi quen. Quý vị làm gì quý vị nói những Đức không có công việc? Vì coi lo cho 2.000 người mà nếu mà nói gì công việc thì không tưởng tượng được. Nhưng mà mỗi ngày lo niệm Phật, nhiệt tình ở trong chùa lo cho đại chúng, Phật tử khắp nơi nơi về chùa thì gặp, vậy mà cũng nuôi được 2.000 người, tổ chức bao nhiêu chương trình. Nên quý vị ơi, pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm, có Phật hiệu này đặc biệt lắm, đặc biệt tuyệt vời lắm. Hãy chăng thật nỗ lực, hãy quyết chí để mà mình tu tập. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn số 1, pháp môn vô cùng thù thắng, pháp môn không thể nghĩ bàn, pháp môn mà 10 phương chư Phật đều tán thán. Quý vị à, tu một cái môn tu mà 10 phương chư Phật đều tán thán thì quý vị yên tâm. Cái môn tu này vì yên tâm, tu không cần phải lo nghĩ sợ hãi, vì 10 phương chư Phật đều tán thán, 10 phương chư Phật đều dùng tướng lưỡi rộng dài để tán thán pháp môn tịnh độ. Tu một cái môn tu như vậy còn lo gì nữa quý vị? Không cần lo đâu. Chân thật phát tâm, dũng mãnh tinh tấn, nhiệt tình hết mình, đi đứng nằm ngồi đeo máy niệm Phật. Lễ viết Quan Âm đợt này mà chiếc máy niệm Phật rất đẹp quý vị, rất đẹp. Nhân Đức làm cái hình Nhân Đức hai mặt luôn, nên vì đeo sao cũng được chứ. Nhân Đức không có hình để hình Phật A Di Đà hay hình Quan Âm nữa, mà Nhân Đức để cái hình Nhân Đức, cái duyên Nhân Đức chia sẻ Phật pháp cho vị nghe thôi. Nhân Đức để hình Nhân Đức luôn, để vị đeo á, vị không có sợ cái chuyện có hình Phật Bồ Tát, hình của Nhân Đức. Nhân Đức cho phép vị, vị đeo để ngoài để trong hay sao, miễn vị được cái máy này vị nghe niệm Phật là được rồi. Hay lắm, rất là hay. A Di Đà Phật. Âm thanh rất là hay. Âm thanh rất là hay. Nam mô Phật nè, cái đúng tiếng giữa nghe. Bấm mình chọn bài, cộng là lớn, trừ là nhỏ. A Di Đà. Những điệu này mình để nhẹ nhẹ trên xe hay lắm quý vị. Nhẹ rất là hay. Này niệm theo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Này bấm số cũng được. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Bấm ngay chữ A. Nhớ nghe. Đó. Bấm chữ giữa chọn bài nè. Niệm chậm. Này điệu chung. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó đi chung, chữ giữa này, chọn đi. Này cái máy này Đức làm cái điệu lễ Phật 6 chữ cho vị đó, nha. Cái máy này như Đức làm cái điệu lễ Phật 6 chữ cho vị đó, nó rất là hay vị, nha. Có quý Phật tử nó thích cái điệu này, Đức làm trong cái máy này. Đây là lễ Phật 4 chữ nha. Nè điều này là điều mới này vị. Điểm mới. A Di Đà Phật, càng phải đau thì càng phải niệm. A Di Đà Phật, càng phải đau thì càng phải niệm. A Di Đà Phật, càng phải đau thì càng phải niệm. A Di Đà Phật, càng phải đau thì càng phải niệm. A Di Đà Phật, càng phải đau thì càng phải niệm. A Di Đà Phật, càng phải đau thì càng phải niệm. A Di Đà Phật, càng phải đau thì càng phải niệm. A Di Đà Phật, càng phải đau thì càng phải niệm. Thì thêm có 3 bài pháp ngắn khai thị mới rất hay.
rất là hay. Nên quý vị thấy một chiếc máy làm rất đẹp. Cái máy này vô tình những đứa gặp một cái cô bên nước ngoài gì có đeo, những đứa gặp những đứa chụp hình lại, đứa kêu bên công ty người ta làm. Chiếc này những đứa làm 50.000 cái máy này. Và tất cả những vị thường trụ ở trong chùa đều được tặng mọi người chiếc máy này ngay lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhớ, ngay lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, những đứa sẽ tặng cho quý vị chiếc máy này. Đây là một món quà mà cả một tấm lòng những đứa gửi đến cho quý vị. Quý vị có thể đặt được chiếc máy này đó, mua được chiếc máy này đó. Nhưng mà đây là món quà những đứa tặng quý vị cực kỳ ý nghĩa. Nên những đứa nói Phật tử là mỗi lần quý vị lại Quan Âm, những đứa tặng quý vị một món quà, đó là kỷ niệm. Dù sao này chiếc máy này nó có hư đi chăng, quý vị phải giữ đây, đây là kỷ niệm cuộc đời của mình. Đã giữ những cái pháp hội lễ viếng Quan Âm cực kỳ đông của cuộc đời mình, cực kỳ ý nghĩa. Chân thật nhiệt tình cùng chúng ta với nhau để nhiệt tình đem với một tình độ giới thiệu. Những đức nói cho quý vị nghe, trong cuộc đời những đức nuôi người già đem tình độ giới thiệu, áp dụng phương pháp tu là tặng đáy lòng của cuộc đời mình, đem thắng mạng này ra để chân thật mà làm. Đây là lời nói không phải đầu môi chót lưỡi, là bằng tặng đáy lòng, nhiệt tình hết mình. Khi nuôi người già là nuôi hết lòng hết dạ, giàu nghèo gì vô chùa cũng nhiệt tình hết mình lo lắng. Cuộc sống cơm ăn áo bận, tới chết đi lo hết hoàn toàn. Tất cả anh em bên cạnh những đức ai cũng nghe câu này, về sau chùa chiền chúng ta xây lên xong, tới đời mấy anh em tiếp tục mà làm y rang như vậy. Nếu như mấy anh em quý những đức, việc những đức làm anh em thấy rõ ràng rồi đó, cực lực nhiệt tình làm y rang như vậy, chỉ cần như vậy thôi. Đó là cảm ơn trên hòa thượng kế những đức rồi đó. Và chúng sanh, ông bà cha mẹ mình luôn, hết lòng hết dạ mà làm. Đây là lời nói thật làm thiệt. Những đức nói thiệt. Có nhiều người ta nghĩ những đức có tiền nhiều lắm. Xin thưa quý vị, những đức là người dám làm. Giống như ở dưới miền Tây gọi là nghèo, nhưng mà khách đến nhà là chơi sạch nhất, xài sạch. Ngày mai tính sao? Những đức Iran như vậy đó. Còn có nhiều người, người ta dù có tiền nhiều nhưng mà ta rất dè dặt quý vị à, cực kỳ dè dặt. Thôi mọi người có cách sống khác nhau, riêng những đức là như vậy đấy. Khi vị thấy những đức có tiền là gì? Là vì dễ biết lắm. Còn không có tiền im ru. Nên từ nơi đó phải làm một cái gì đó với cái cuộc đời này cho nó có ý nghĩa. Nên lễ viếng Quan Âm Bồ Tát tặng quý vị chiếc máy niệm Phật này. Quý vị biết lễ Quan Âm đằng này chỉ có 1.000 lại, nên gia đình người thân tập trung về để lại Quan Âm Bồ Tát. Đây là mặt tâm linh cực kỳ quan trọng. Lễ Phật lễ Bồ Tát lợi ích cực kỳ lớn, lợi ích lớn gì lắm. Chương trình đều có Phật Bồ Tát gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ, Long Thiên Thiện Thần gia hộ, Chờ Đắc gia hộ. Chỉ cái lễ hội nhiệt tình vì chúng sanh mà tổ chức, nên chắc chắn sẽ được gia hộ rất thù thắng. Vì về dự cũng là được sự an lạc tuyệt vời vô cùng, ai cũng vui vẻ. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.